vào phòng kỷ niệm của chúng tớ. Hôm nay là ngày ngày đặc biệt. Em rất là hạnh phúc khi được đón kỷ niệm cái ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng mình. 5 năm ngày cưới, thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng cũng là những khoảng thời gian rất là vui vẻ, hạnh phúc bên vợ. Và thành quả chúng ta đó là đã có một thành viên mới, đó là Mr. Tô. Xin chào các bạn, hôm nay vợ chồng nhà tớ, gia đình Tôm Fairy sẽ trốn Tôm để đi kỷ niệm ngày cưới, 5 năm ngày cưới của chúng tớ. Ở đây chúng ta cùng đi. Đã đến điểm hẹn hò của chúng tôi. Đây là khách sạn. Ta đi trên con đường ngày mai. Anh là đầu tiên đến. Không bao giờ chia xa. Tên hầm rượu là gì nhỉ? Tên hầm rượu gì nhỉ? À đấy, có đấy. Il vino y scala. Đây, hôm nay vợ chồng chúng tôi sẽ đến hầm rượu lớn nhất Hà Nội để kỷ niệm ngày cưới nha. Mọi người có thể tham khảo đây là địa điểm để kỷ niệm ngày cưới. Chém. Anh đặt bàn trước rồi. Anh Tuyến. Đây là không gian của hầm rượu, được mệnh danh là hầm rượu lớn nhất Hà Nội. Đấy, một địa điểm khá là thú vị để cho mọi người có thể kỷ niệm ngày cưới này, tiệc tùng sinh nhật. Đây cũng là lần đầu tiên mình đến đây. Mọi người tham quan cùng mình nha, một chút nha. Không gian được bày trí, bày bố rất là sang trọng. Có cả phòng riêng, khu vực VIP. Nắm tay anh đi cùng anh. Quên một đời yêu em. Tháng năm dài hãy kề vai. Ta đi trên con đường ngày mai. Dẫu phong ba hay hiểm nguy, anh luôn bên em vượt qua. Đến mai này chúng ta già vẫn bên nhau dựa lưng. Đây là các anh chị bạn đây. Ở bên em cũng có lưu trữ gần như là 40.000 chai rượu vang, chai rượu mạnh, chai rượu cổ. Bên em có một cái chai rượu từ năm 1888. Đây gần như là toàn tất cả những chai rượu cổ, rượu vang, rượu mạnh của các nước. Mọi người có thể đến đây để trải nghiệm các loại rượu. Vừa mình sẽ kỷ niệm. Không bao giờ chia xa. Quay em. Quay em một lát, chụp em một kiểu. Để làm bên đây. Phòng anh ở đâu nhỉ? Anh Tuyến.
Ok. Sau một thời gian tự sướng thì đây có những cái chai cắm vào trong tường gỗ rất là đẹp. Thiếu mình đi chưa? Ok, sau đây là vào phòng kỷ niệm của chúng tớ. Tối nhất nhỉ? Kỷ niệm 5 năm ngày cưới nhỉ? Em ơi, quay cái phòng này. Em sẽ phải hơi tối một chút thôi nhé. Chúc gia đình mình luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Trong danh menu luôn nhé. Cảm nhận vợ anh nào. Tôi ta cùng nhau tới chân trời. Hôm nay là ngày ngày đặc biệt. Em rất là hạnh phúc khi được đón kỷ niệm cái ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng mình. Em luôn hy vọng là chúng ta sẽ luôn có những cái khoảnh khắc hạnh phúc như này. Chúc vợ chồng mình sẽ luôn luôn hạnh phúc và giống như những ngày hẹn hò đầu tiên. Và thành quả 5 năm là gì? Thành quả của 5 năm của chúng ta là một em bé. Nhưng mà hôm nay thì bạn lại đi học. Chỉ hai vợ chồng là đi riêng thôi. Thì em còn nhỏ. Năm năm ngày cưới, thời gian trôi qua thật nhanh. Mình cũng là những khoảng thời gian rất là vui vẻ, hạnh phúc bên vợ. Và thành quả chúng ta đó là đã có một thành viên mới là Mr. Công. Thì hôm nay cũng hơi buồn một chút, tại vì con cũng khá là nhỏ. Nên là 2-4 ngày này phải trốn đi riêng một chút. Hy vọng là trong thời gian tới thì những ngày kỷ niệm này thì cũng sẽ có mặt của con. Nếu mà sau này con xem những video này thì cũng thứ lỗi cho bố mẹ, tại vì con cũng nhỏ quá nên là đi sẽ hơi vất vả. Thì sau những buổi này thì tất cả buổi sau thì bố mẹ sẽ có con đi cùng. Rất là hạnh phúc vì có mẹ và Tông ở bên cạnh. Tương lai thì ta sẽ có thêm những thành viên mới và mãi mãi mạnh khỏe và hạnh phúc bên mẹ và Tông. Có cái combo ấy nhỉ? Combo ở đâu nhỉ? Sách thế thì nhà em mình đặt trước thì bán được nhỉ? À thế à? Anh tưởng là đến đây gọi không? Không gọi sếp, nhà em mình đặt trước thì nhà em mới nhận. Thế không? Không ạ. Thế bây giờ gọi không được à? Không ạ, chị cũng đọc món ăn theo món. À, món ăn theo món hả? Ở đây có món nào đặc biệt không? Rượu thì ngoài ngoài à? Gọi thôi ly được không? Có ly. Thế thì gọi món ăn chơi.
Đây là theo set là không như nào? Xúc em nấm cho phổi.
chụp ảnh đẹp. Quan trọng là chụp ảnh đẹp. Có cả lòng đỏ trứng. Giờ chia xa
giống vị Nhật thật. Một chính thời gian một phụ ăn không hết rồi. Tiểu đồ ở đây nó cổ cổ nhỉ. Thành phố rượu ngoài là người ta chữ rượu trong thùng gỗ sồi. Chính chúng ta
sơn cừu và canh bóng. Ở đây có rất nhiều món khác như các món bò. Món bò thì ăn nhiều rồi nên vào đây ăn thử những món mới chẳng hạn. Chân kiều thơm
tiếng cười trên môi. Mỡ này ăn một cái như mặt trời. Ta đi ba giác băng. Ánh mắt em như xua màn đêm. Đưa anh đi qua bao đau thương. Nắm tay anh đi cùng anh. Nguyện một đời yêu em. Tháng năm dài hãy kề vai. Ta đi trên con đường ngày mai. Dẫu phong ba hay hiểm nguy, anh luôn bên em vượt qua. Đến mai này chúng ta già vẫn bên nhau dựa lưng. Ngón tay gầy tóc bạc màu giờ chia xa. Đấy đó. Yeah, em yêu anh và bên anh thôi, còn mọi chuyện để anh lo. Yêu em và bên em thôi, cứ ôm anh như thế. Tháng năm dài chia xa nhé. Qua quầy bar này để uống cocktail rượu mạnh. Chung là đến đây là anh em là mọi người được trải nghiệm đầy đủ các loại rượu, đồ ăn, ông rượu rất ngon. Tê chưa? Tê chưa? Ở đây nó có ghế da. Chào nhau anh mắt mong mơ.
Để anh up lên xong anh giới thiệu mọi người. Được. Sau anh sẽ gửi link cho bên em. Anh gửi link cho bên pet bên em là được. Thôi ăn no no say rồi chúng ta đi về. Cảm ơn nhá. Đấy, đi ăn lại còn được quà mang về nữa này. Sướng chưa? Đi thôi, về thôi. Ta đang ngồi ghế này. Ngồi lên đặt xe. Cứ đi đi anh.